Xin chào quý anh chị, hiện tại em đang có mặt ở trên một cái sân thượng nhỏ của một cái căn nhà được nằm trong một cái khu dân cư Sài Gòn Dương Bắc, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc nha quý anh chị. Và như quý anh chị có thể quan sát sơ trên màn hình, ở đây là một cái khu dân cư đã quy hoạch bài bản rồi, điện máy, điện âm, nước máy nha quý anh chị. Ở đây quý anh chị mình cũng có thể nhìn thấy là một cái cầu Cần Giuộc bắc nối thông qua nhà bè quận 7 luôn. Đó, ở đây thì mình về nhà bè quận 7 rất là gần nha quý anh chị. Đó, như quý anh chị mình có thể xem sơ trước màn hình nha. Đó, đó đó thì mình đi qua quận 7 rất là gần luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay á quý anh chị, thì nhưng mà quý anh chị á có muốn đi xem cái mẫu này thì cô chú anh chị mình cứ nhấc máy lên gọi ngay qua số điện thoại em trên màn hình, em có để trên màn hình nha. Với hướng nhà của mình là hướng nam. Đó, đứng đây mà gió nó thổi rất là mát luôn quý anh chị, quá trời gió luôn. Ở đây thì có công viên vỉa hè đã quy hoạch bài bản sẵn hết cho cô chú anh chị mình rồi. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em tham quan sơ cái đường dẫn vào trong căn nhà và cùng em di chuyển xuống tầng dưới, em sẽ quay sơ cái mẫu nhà cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, nãy giờ anh chị mình cũng đã quan sát sơ cái đường đi vào trong căn nhà của mình rồi. Thì căn nhà của mình được nằm trong một cái khu dân cư đã quy hoạch bài bản rồi nha quý anh chị. Căn nhà của mình sẽ có một cái vỉa hè trước nhà là lên tận 3m nha. Đường trước nhà là đường nhựa lên tận 12m nha quý anh chị. Được nằm trong một cái khu dân cư, người ta gọi là khu dân cư Sài Gòn Dương Bắc nha quý anh chị. Trong khu đây thì mới được thành lập nên cái mức giá nhà, giá đất á, nó còn rất là mềm luôn. Và cái căn này á thì anh chủ đang kẹt tiền nên hạ giá bán lỗ cho cô chú anh chị mình luôn, chỉ đúng 2.900.000 thôi mà vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp nha chính chủ luôn. Ở đây á quý anh chị mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng trên 25 phút thôi nha quý anh chị. Ở đây mà anh chị mình muốn đi chợ trường học cấp 1, cấp 2 thì mình đi trong vòng bán kính khoảng một cây số thôi là mình đã bắt gặp đầy đủ tiện ích hết rồi. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là được thiết kế theo cái kiểu mái hộp cực kỳ là sang trọng luôn. Với diện tích ngôi nhà là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là tận 16m nha quý anh chị. Được xây dựng là một trệt lên tận 2 lầu. Với pháp lý nhà sổ hồng riêng, hướng nhà là hướng nam và được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà luôn nha anh chị. Và giờ em mời quý anh chị mình di chuyển cùng em vào tham quan sơ cái mẫu nhà ngày hôm nay. Thì trong đây á điện nước máy đều đi âm hết toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay giá cực kỳ là rẻ luôn nha quý anh chị, chỉ có 2.900.000 thôi mà vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Đó, trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một lớp cửa bốn cánh có khắc BNC cực kỳ là sang luôn. Ở đây là một cái không gian sân trước cho anh chị mình nha. Và di chuyển vào bên trong sẽ cho anh chị mình thêm một lớp cửa nữa, đó là lớp cửa nhôm xung quanh với kính là kính cường lực nha. Trong đây thì không gian nhà rộng rãi thông thoáng vô cùng, bên đơn vị em thiết kế theo cái kiểu không gian mở đó, quý anh chị, nên cực kỳ là thoáng luôn. À, đây là không gian phòng khách nè, hệ thống trần bên em ốp BNC giả gỗ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đèn thì cũng đã full đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. À, đây có một cái bóng đèn chùm cực kỳ là sang. Tường vách thì bên em cũng ốp tặng lên cao luôn. Và cái ngay trên cầu thang đó quý anh chị, bên em có thiết kế cho anh chị mình một cái hệ tủ trực hợp đây, và quý anh chị mình cũng có thể trang trí thêm nha quý anh chị. Và mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ là một cái không gian bếp. Không gian bếp rộng rãi thông thoáng vô cùng, bên em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá ba cương, bọc inox 304, có một cái quạt trần ở đây nên không gian bếp luôn lúc nào cũng thông thoáng nha quý anh chị. Kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình là một cái không gian nhà vệ sinh, trong đây thì cũng đầy đủ công năng cho anh chị mình sinh hoạt luôn. Căn nhà này là căn nhà mới 100% luôn nha quý anh chị. Đó, gạch ở dưới em ốp tặng lên cao luôn nè, có giò xe bồn cầu đầy đủ công năng rồi nha quý anh chị. Ở đây thì bồn rửa mặt đây, đó có gương nè quý anh chị, đó cực kỳ là sang luôn. Và mình di chuyển ra đây nữa sẽ là một cái sân sau cho chị mình, sân sau rộng rãi thông thoáng vô cùng nha anh chị. Đó, ở đây thì bên em cũng đã ốp tặng lên cao rồi đó. Và anh chị mình đã xem đến đây rồi, đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình nha. Bên kênh nhà Bình Chánh Tài Mãi Kim Châm làm việc luôn lúc nào cũng là đúng nha, đúng giá đúng vị trí nha. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, sổ sách như thế nào em sẽ nói hết trên video cho anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình có dự định về đây trải nghiệm cái căn nhà này. Và khi mà quý anh chị mình đã xuống tới đây xem cái mẫu nhà mình đã ưng vị trí và ưng căn nhà mình quyết định mua, thì em sẽ alo cho anh chủ xách sổ qua cho cô chú anh chị mình thương lượng giá trực tiếp ngay chính chủ luôn nha. Và giờ em mời quý anh chị mình di chuyển cùng em di chuyển lên trên nha.
Và đây sẽ là tầng 1 của gia đình mình, thiết kế cho mình là hai phòng và hai không gian nhà vệ sinh luôn nha chị. Phòng rộng rãi thông thoáng vô cùng vì diện tích nhà của mình tự ngang tới tầng 5 dài 16 nha quý anh chị. Đó, rộng rãi thông thoáng. Thì không gian nhà vệ sinh bên đơn vị em sẽ thiết kế ở trong phòng luôn, tiện cho anh chị mình sinh hoạt chung hàng ngày nha. Trong phòng của mình sẽ có không gian cửa sổ luôn nha quý anh chị, để anh chị mình có thể lấy gió chơi. Hệ thống tầng thật cao nha. Cửa của mình là cửa nhôm sinh pha với kính là kính cường lực nha anh chị. Qua bên di chuyển kế tiếp nữa sẽ là cái phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai, rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn. Đó, phòng này rộng lắm nha anh chị. Hệ thống trần thạch cao đầy đủ hết rồi. Có dây chờ ẩn động cho cô chú thì mình luôn. Không gian nhà vệ sinh vẫn có để đặt ở trong phòng cho tiện anh chị mình sinh hoạt nha. Đó, một cái căn nhà mới 100% nha quý anh chị. Căn nhà này thì em thấy rất thích hợp với gia đình mình, có thành viên từ 2 4 người, 6 người, 8 người mình ở vẫn thoải mái luôn nha. Ra đây là một cái ban công rộng rãi nha. Ra đây gió mát ghê luôn anh chị. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh luôn nè. Ở đây thì một cái khu dân cư mới. Dân cư thì ở cũng tạm đông rồi, nhưng mà cái căn này á quý anh chị mình di chuyển về quận 7 nè, quận 8, quận 5, Nhà Bè rồi đó. Mình đi đâu đó tầm khoảng trên 25 phút thôi nên rất là tiện luôn. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian ở trên này. Đây là căn cao nhất của căn nhà của mình. Thì căn này á, ở trên đây á, thiết kế cho mình là hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Dưới chân cầu thang nhìn đi lên thì bên đơn vị em vẫn chừa cho mình một cái giếng trời lấy ánh sáng nha. Và mình di chuyển qua đây là một cái phòng ở cuối dãy nhà, rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn, vẫn có không gian cửa sổ cho anh chị mình. Thì căn này, cái phòng bên đây á, vẫn có không gian nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng luôn, tiện cho anh chị mình sinh hoạt luôn nha. Đó, trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi hết quý anh chị, trong đây thì cũng đầy đủ hết rồi. Nếu mà quý anh chị mình thấy căn này hợp với mình thì hay là vừa mắt với mình đó, thì cô chú anh chị mình có thể nhấc máy lên gọi ngay cho em nha. Ở đây thì bên em để không gian trống nè, chị quý anh chị mình có thể đựng làm để những vật dụng không cần thiết nha. Qua đây thì cái phòng thứ hai ở trên lầu, phòng này quý anh chị mình có thể là phòng thờ hoặc phòng ngủ cũng được luôn nha. Vì cái phòng này sẽ có một cái ban công trước nhà cực kỳ là mát luôn. Di chuyển cùng em ra đây nha. Đó, đây là cửa lùa nhà quý anh chị. Wow, ra đây mát mẻ vô cùng luôn anh chị ơi. Đó, ra đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh. Ở đây thì dân cư ở cũng rất là đông. Căn nhà của mình là được cái là nằm trong một cái khu dân cư Sài Gòn Gia Bắc nha quý anh chị, nằm ngay trung tâm thị trấn Gần Chuột nha, ngay trên quốc lộ 50 mình di chuyển vào đây á thì tầm đâu đó khoảng một cây số thôi là đã tới khu Sài Gòn Gia Bắc này rồi. Đó, ở đây thì quý anh chị mình di chuyển về các quận huyện á cũng rất là rộng. Như quý anh chị mình có xem khúc đầu clip á thì đứng ở đây là mình có thể nhìn thấy cầu Gần Chuột nè, công viên, có trường mầm non đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết rồi nha. Và giờ thì em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là tầng 16m nha anh chị. Được xây dựng là một trệt lên tầng 2 lầu. Nó có 4 phòng ngủ và 4 không gian nhà vệ sinh cho anh chị mình luôn. Ở đây thì điện nước đều âm hết luôn. Về sinh hoạt cũng rất là tiện nha quý anh chị. Ở đây mình đi chợ của trường học thì cũng rất là ra. Và căn nhà của mình á là pháp lý sổ hồng riêng và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.900.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Hướng nhà là hướng nam nha quý anh chị. Căn này á, nếu mà quý anh chị mình muốn xem thực tế thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.